Hồi sinh người mẹ. Phim phỏng theo câu chuyện có thật của bà mẹ Shelley Cowley sống tại California, Mỹ. Em đang làm gì vậy em yêu? Em đang xếp đồ cho con. Anh xem này, chiếc tất nhỏ xíu à. Anh thử tưởng tượng xem, lúc còn chúng ta đeo nó vào, thật dễ thương làm sao. Phải rồi, chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta sắp được gặp con gái rồi. Con là điều tuyệt vời nhất của chúng ta mà. Em chẳng mong gì hơn ngoài mong sinh con ra được khỏe mạnh, dù em có phải chịu bao nhiêu đau đớn. Em chỉ sợ có điều gì đó không suôn sẻ lúc lâm bồn. Sức khỏe em từ nhỏ đã không được tốt lắm. Nào, em không được nói gỡ. Em sẽ làm tốt tất cả. Anh tin như vậy mà. Không có gì phải lo lắng cả. Việc của em là hãy luôn thật thư thái, ăn ngon ngủ ngon. Như vậy sau này con chúng ta mới hay cười, vô tư hồn nhiên được chứ. Đau quá. Đau quá. Anh ở đây, cố lên em yêu. Chịu đựng cơn đau một lúc nữa thôi, chúng ta sẽ được gặp con rồi, cố lên em. Xin anh vui lòng đứng ngoài chờ giùm. Cô Bao La, đứa bé sắp ra rồi. Nào, hít thở thật sâu vào, dồn hơi đẩy xuống vùng bụng. Cố lên nào. Không được, cô ấy sắp liệm đi rồi. Như vậy đứa bé sẽ bị ngạt mất. Tiếp tục đi nào Bao La, lấy hết sức rặn thật mạnh. Vì đứa bé, cố lên Bao La. Chúa ơi, là tiếng con tôi. Bao La, em đã làm được rồi. Bao La, Bao La. Không xong rồi, cô ấy đang nguy kịch. Chúng ta phải tiến hành cấp cứu ngay. Ôi, ơn Chúa, con tôi. Chào con gái của bố. Mẹ con thật cừ khôi phải không? Hả? Sao phải y tá May? Vợ tôi, cô ấy, tôi vào với vợ tôi được không? Anh Chem à, anh phải thật bình tĩnh. Các bác sĩ đang dốc hết sức cấp cứu cho vợ anh. Cô ấy sẽ ổn thôi. Cô ấy sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với vợ tôi thế? Một cục máu đông đã khiến động mạch của cô ấy bị tắc và rơi vào hôn mê. Chúng ta hãy cùng cầu Chúa, hãy ban sức mạnh cho cô ấy. Hả? Sao lại như vậy chứ? Bao La. Cô ấy gần như đã mất hơi thở rồi. Có lẽ chúng ta sẽ mất cô ấy thôi. Cậu Chúa, xin hãy ban sức mạnh cho vợ con. Gắng lên em yêu, em nhất định phải sống. Anh xin em đấy. Bao La. Bác sĩ à, vợ tôi sao rồi? James à, chúng tôi thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã làm hết mọi thứ, những gì có thể. Nhưng cô ấy đã không còn hơi thở. Chúng ta cần phải nói lời tạm biệt với cô ấy. Không, không thể như thế được. Không. Bao La, em tỉnh dậy đi em. Anh xin em mà, đừng bỏ bố con anh. Con và anh không cho phép điều đó đâu. Em có nghe anh nói gì không, Bao La? Con gái tôi đâu? Xin hãy đưa cô tôi đến đây đi. Chúng tôi sẽ cùng gọi cô ấy tỉnh dậy. Xin anh hãy bình tĩnh. Việc này, hãy đưa cô bé vào đây, để cô bé cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của mẹ, cũng để họ nói lời tạm biệt với nhau. Em yêu, con đang nằm trong lòng của em. Em có cảm nhận được không? Em phải tỉnh lại và nhìn con của chúng ta đi em. Em đã nói là khao khát của em là được nuôi con bằng sữa mẹ. Em đã nói em nhất định phải cho con bú đến lúc 4 tuổi cơ mà. Con đang khóc vì đói kìa em. Bao La, em đừng ngủ như thế nữa. Con đang gọi mẹ đó. Mau dậy đi em. James à, tôi rất tiếc, nhưng có lẽ Chúa đã gọi cô ấy về bên người rồi. Hãy để cô ấy thanh thản ra đi. Bao La, Bao La, tay cô ấy vừa cử động bác sĩ ơi. Chắc chắn tôi vừa cảm nhận được như thế mà.
Ôi nhìn kìa, nhịp tim của cô ấy đập lại rồi. Thật không thể tin nổi. Đúng là một phép màu nhiệm. Chính là nhờ tiếng khóc của cô bé. Cô bé đã khiến bản năng của người mẹ thức dậy, vực dậy sự sống cho Bao La. Bao La, anh biết em sẽ không rời bỏ bố con anh mà. Anh biết mà. Chị May, chị xem này, con bé bú no và ngủ rồi. Cô bé ngủ trông thật ngon lành làm sao. Bao La, thật tuyệt vời. Vì giờ đây tôi được nhìn cô khỏe mạnh và hạnh phúc như thế này. Hôm nay cô sẽ được xuất viện đấy. Thật à? Chào mừng hai mẹ con đã được xuất viện. Cảm ơn em Bao La. Em đã vì bố con anh mà trải qua mọi đau đớn. Cuộc đời anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này. Em cũng vậy, Chem. Gia đình chúng tôi thật sự thấy biết ơn tất cả mọi người ở đây đã cố gắng hết mình vì vợ con tôi. Thật sự cảm ơn mọi người. Không, phải cảm ơn thiên thần nhỏ mới chào đời mới đúng. Chính tiếng khóc của cô bé đã cứu mạng cô ấy, đưa mẹ của cô bé trở về từ cõi chết trong thời khắc vô cùng nguy cấp. Nhờ kịp thời mang cô bé đến với mẹ, cô ấy đã cảm nhận được con của mình và bản năng của một bà mẹ đã trỗi dậy, khiến cô ấy đủ sức mạnh chống lại lưỡi hái tử thần. Đúng vậy, con chính là phép màu, là kỳ tích, con gái của bố. Cảm ơn con đã đưa mẹ trở lại với cuộc sống của chúng ta, Lily bé nhỏ của bố. Cái kết bất ngờ. Tôi quyết định lấy chiếc xe này. Vâng, tôi sẽ làm thủ tục cho anh ngay. Anh chờ một lát nha. Chúc mừng cậu nha, hôm nào phải khao xe mới đấy. Tất nhiên rồi, không uổng công bao nhiêu năm qua tới dành dụm, cuối cùng cũng mua được chiếc xe này. Xe mới có khác, đi im ru mà chẳng sợ nắng mưa. Chuyện, ô tô phải khác xe máy chứ. Vào làm cốc cà phê đã. Cũng đang khác đây. Thôi muộn rồi, tụi mình về thôi. Ừ, về đi. Hình như ông ta đâm vào xe mình. Trời ơi, xe của cậu bị vỡ đèn hậu rồi. Trời ạ, sao xui thế không biết. Xe vừa mua còn chưa kịp đăng ký mà. Tất cả là tại ông. Méo hết cái xe của người ta rồi kìa. Tôi xin lỗi. Xin lỗi thôi mà được à? Đền tiền đi. Ông có biết chiếc xe này đắt thế nào không? Sao? Định chạy làng à? Không đền là không sống với tụi tôi đâu. Kìa Hùng, bình tĩnh đã nào. Anh muốn đền bao nhiêu? Kìa, cậu nói đi. Tớ cũng không biết nữa. Thế này nha, ông theo chúng tôi đi sửa xe. Hết bao nhiêu thì ông thanh toán. Chắc chỉ tầm vài triệu thôi. Vài triệu ư? Mình ơi, có chuyện gì thế mình? Tôi không may đâm vào xe của người ta, giờ phải theo họ đi sửa xe để đền. Họ nói phải mất vài triệu. Trời, cả tháng nhà mình làm còn không đủ vài triệu, lấy đâu ra tiền đền cho người ta? Đấy là việc của hai người, còn đâm vào xe người ta thì phải đền. Để tôi đi theo họ, còn bà cố gom lại chỗ gạo phương vải dưới đất được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu không tháng này nhà mình không có gạo ăn đâu. Tôi không sao đâu, cùng lắm là bán chiếc xe này đi, rồi về nhà xem có gì bán nốt thôi. Nhưng bán xe rồi thì mình đi làm bằng gì? Biết làm sao được, mình sai thì phải chịu thôi, phải đền cho người ta chứ. Ông cũng biết điều đấy, đi thôi. Khoan đã, ông không cần đi theo chúng tôi đâu. Sao ạ? Nghĩa là sao? Cậu muốn họ đền luôn tiền à? Ông không cần phải đền gì cho tôi cả. Ông cầm lấy và đi mua bao gạo khác đi. Đi thôi, Hùng. Nhưng mà... Cậu làm sao thế? Đã không bắt đền, còn cho ông ta tiền nữa. Còn cái xe thì sao? Xe thì sửa lại thôi chứ sao. Nhìn hoàn cảnh họ như thế, tớ không nỡ. Chúng ta cũng đâu có bị gì đâu. Ông ta cũng đâu có muốn thế. Không may thôi mà. Cậu... Cảm ơn cậu.
cậu đúng là một người tốt. Công thức bí truyền. Dạo này buôn bán cũng khá cô Huệ nhỉ? Dạ, cũng vì cháu xoay bán cả phở và bún mọc, chứ cứ trông chờ vào bún bò thôi thì không ổn à. Nghe nói cô Dung cũng đang mở bán thêm những thứ khác đấy, vậy hả bác? Con phải để tâm vào món ăn, đừng lúc nào cũng nghĩ chuyện hơn thua với chị như thế. Hãy học tập chị của con. Mẹ chỉ thiên vị chị Dung thôi, cái gì mẹ cũng chỉ cho chị hết. Con cũng muốn học được hương vị giống như của mẹ. Tưởng chị ấy thế nào, hóa ra cũng phải làm như mình sao? Huệ. Ừ, chị, hôm nay cửa hàng của em nghỉ, em đi mua đồ ngang qua đây. Quán của chị xem ra đắt hàng nhỉ? Cũng tạm ổn em à. Cô Dung có biết triển lãm hoa sen vàng không? Dạ, cháu không biết. Đó là triển lãm gì thế à? Nghe nói đó là hội chợ ẩm thực lớn lắm. Món bún bò cô Chi là có tiếng lắm đấy. Cô là người kế thừa món này của cô Chi, hay là cô tham gia thử đi? Ờ, cháu... Thôi em về đây. Hoa sen hoa siết cái gì chứ. May quá tìm được rồi. Bún bò cô Chi, nghe nói chỗ này rất nổi tiếng. Xin chào hai chú, mời hai chú vào ạ. À, cháu cho chú hỏi bà Chi còn ở đây không? Dạ, mẹ cháu mất cách đây mấy năm rồi ạ. À, bà ấy đã mất rồi sao? Vậy còn cháu là... Cháu là con gái của mẹ Chi ạ. À, chú biết mẹ cháu ạ? À, khi xưa chú từng làm ở gần đây, hầu như ngày nào cũng phải qua đây ăn bún bò của mẹ cháu làm. Đến bây giờ chú vẫn nhớ hương vị của nó. Vậy bây giờ cháu là người kế thừa cô Chi đó hả? Ờ, vâng ạ. Cháu có biết về triển lãm ẩm thực dân gian hoa sen vàng không? Dạ, cháu có nghe nói ạ. Triển lãm có quy mô rất lớn, có nhiều phóng viên và nhà ẩm thực nước ngoài đến thẩm định. Những gian hàng tham dự sẽ được giới thiệu lên tạp chí ẩm thực quốc tế và được hỗ trợ quảng cáo miễn phí. Anh Đức đây giờ đang là trưởng ban phụ trách truyền bá văn hóa ẩm thực. Chúng tôi đang đi tìm người phụ trách gian hàng bún bò cho triển lãm. Vậy sao? Nếu thế, cháu cũng có cơ hội tham gia phải không ạ? Phải, với hương vị bún bò năm xưa thì nơi này rất xứng đáng để tham dự. Nhưng trước tiên, hãy cho ta nếm thử hương vị bún bò năm xưa đã nhé. Vâng, cháu sẽ làm ngay đây ạ. Hai chú thấy sao ạ? À? Đây là món bún bò cô Chi nổi tiếng đó sao? Tôi không thấy hương vị có gì đặc biệt. Hương vị này không giống với bún bò cô Chi. Nếu chỉ có như vậy thì chưa đủ để tham dự triển lãm. Xin chú hãy cho cháu thêm chút thời gian được không ạ? À? Cháu sẽ làm lại hương vị giống như năm xưa. Thôi được rồi, một tuần nữa chú sẽ quay lại đây. Hy vọng sẽ được nếm lại hương vị đó. Chị Dung. Huệ, muộn thế này rồi, em có việc gì sao? Em có việc này phải nhờ đến chị. Trước kia em khá tự tin về khả năng nấu nướng của mình, nhưng hôm đó nhìn phản ứng của họ, em thấy rất xấu hổ. Em thấy mình đã hạ thấp đi hương vị của mẹ. Nếu là do chị nấu thì chắc chắn họ sẽ khen ngon. Chị cũng không thể nấu được như mẹ đã làm đâu. Sao lại thế chứ? Mẹ lúc nào cũng nói với em là phải học tập cách nấu nước dùng của chị mà. Em còn phải ghen tị vì mẹ chỉ truyền bí kíp cho chị thôi. Mẹ cũng nói với chị là phải học hỏi cách làm bún bò và chế biến nguyên liệu của em thì món bún mới có hương vị trọn vẹn. Ờ, em hiểu rồi. Mẹ đã dạy cho chị em ta mỗi người một nửa bí kíp, mục đích là muốn chúng ta đoàn kết với nhau. Tiếc là mẹ đã ra đi đột ngột, còn chúng ta không ai hiểu được tấm lòng của mẹ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải cùng nhau tìm lại hương vị mà mẹ vẫn làm năm xưa nhé. Được thôi. Ngon quá, nước dùng rất đậm đà mà không béo, thịt mềm bùi, mùi hương thơm ngào ngạt, sợi bún dẻo hấp dẫn. Đây đúng là hương vị tuyệt vời xưa kia tôi từng nếm. Không, nó còn hấp dẫn hơn cả ngày xưa nữa. Tôi chính thức mời hai cháu tham dự triển lãm ẩm thực dân gian Hoa Sen Vàng.
Cảm ơn chú ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.